ai? Em đến với gia đình của em, là mẹ của em và anh chị. Gia đình và bạn bè của chị của bạn. Chúc bạn thật nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn anh. Xin chào ca sĩ Anh Thúy. Chào anh. Bạn hát rất hay, mỗi lần tôi nghe bạn hát tôi cảm thấy là có những cái niềm vui nó tuôn trào ra. Bạn bước lên sân khấu là có một cái không khí nóng bỏng trên sân khấu rồi. Và hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ, anh em đến với gia đình là mẹ và em trai. Mẹ và em trai của bạn Anh Thúy. Tôi chúc cho ca sĩ Anh Thúy thật nhiều niềm vui trong ngày hôm nay. Xin chào bạn, mai thấm. Tại sao ngày mai mới thấm mà không thấm ngày nay? Cái đó để em dạy mọi lời ba. Mới lời ba. Dạ. Tại sao là mai thấm đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn có thích mai không? Dạ cũng thích. Mai rất đẹp đúng không? Dạ. Mỗi mùa Tết đến mai vàng rất luôn nhìn đẹp làm sao ấy. Dạ. Và bạn đến đây với ai? Dạ em đến cùng với mẹ và các bạn. Mẹ và các bạn của bạn. Một lần nữa chúc bạn nhận thật nhiều may mắn. Và đặc biệt là ngày hôm nay giá trị 50 triệu đồng sẽ thuộc về bạn. Em cảm ơn anh. Cảm ơn bạn. Như vậy chúng ta vừa giao lưu gặp gỡ ba thí sinh trong ngày hôm nay, cả ba cô gái đều rất xinh đẹp và dễ thương. Ai sẽ nhận được 50 triệu đây? Xin mời các bạn đến vòng một của chương trình. Chúc mừng sinh nhật. Quyền Linh trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã đến với vòng một của chương trình chúc mừng sinh nhật với ba thí sinh trong ngày hôm nay. Ai sẽ là người đến vòng đặc biệt đây? Chúng ta hãy chờ xem. Giờ đây thì họ phải trả lời ba câu hỏi của chương trình bằng cách đoán tuổi của các vị khách mời. Chương trình sẽ tặng cho mỗi thí sinh mỗi người âm 5 điểm. Nếu như với mỗi câu hỏi trả lời đúng chính xác tuổi của các vị khách mời thì các thí sinh sẽ nhận được âm 5 điểm nữa. Chúng ta hướng về màn hình với câu hỏi đầu tiên. Tâm thắng xin chào chương trình của mùa sinh nhật và các khán giả bạn nhỏ và các bạn thí sinh. Chúc các bạn thí sinh một ngày sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc. Tâm Minh Thắng lấy một phần thẻ nhỏ muốn dành cho các bạn thí sinh. Thử các bạn đón xem năm nay Tâm Minh Thắng có đi không? Đừng có nhìn đâu mà đón tuổi nha, sai đó nha. Chúc các bạn may mắn. Người mẫu Lâm Minh Thắng, anh đã từng là người mẫu và anh đã quyết định chuyển sang diễn viên chuyên nghiệp. Rất trẻ. Chúng ta thử đón xem bao nhiêu tuổi? Xin mời các bạn. Bao nhiêu? 25. 26. 27. Bao nhiêu? 30. Chúng ta đưa đặt số cụ thể nào. Bạn Ngọc Diệp 28. Ca sĩ Anh Thúy 27. 29. Chắc chắn 29 chưa? Rồi. Rồi. Ngọc Diệp 28. 27, 28, 29 để xem cô gái nào chính xác đây. Xin mời. Sao? Các bạn nói ra chưa? Thôi hay là để Lâm Thắng nói luôn nha. Hôm nay Lâm Minh Thắng 27 tuổi. Lâm Minh Thắng 27 tuổi. Ca sĩ Anh Thúy có vẻ thú vị đúng không? Đoán chính xác. Câu hỏi thứ hai. Cứ như thế bắt Huy nha. Bắt đầu. Kính chào chương trình chúc mừng sinh nhật. Kính chào quý vị khán giả đang xem đài và các thí sinh đang tham gia chương trình chúc mừng sinh nhật. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của các bạn. Thanh Hải xin chúc các bạn có một ngày sinh nhật hết sức là vui vẻ và có những món quà hết sức bất ngờ và thú vị. Thanh Hải đến với chương trình ngày hôm nay có một câu hỏi hết sức thú vị. Đó là Thanh Hải bao nhiêu tuổi? Diễn viên trẻ Thanh Hải tốt nghiệp trường cao đẳng sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và anh đang diễn tại sân khấu 5B. Quay trong phim Vua Sân Cỏ. Quan trọng là chúng ta sẽ đoán xem Thanh Hải bao nhiêu tuổi. Khán giả sẽ đưa ra dự đoán. Xin mời khán giả. 27, 27, 24, 24, 60. Xin mời các bạn đoán. Đồng Diệp. Em quyết định là 25. 25. Anh Thúy 25. Và Mai Thắm 25 luôn. Cả ba đều 25 để xem. Thanh Hải ơi, bạn hãy cười thật tươi và nói với ba bạn nữ ở đây rằng bạn bao nhiêu. Thanh Hải rất vui mừng khi gặp lại các bạn. Sao nãy giờ các bạn nào đã đón đúng được tuổi của Thanh Hải không? Chắc chắn là có đúng không? Nhưng mà Thanh Hải sẽ nói luôn. Thanh Hải đã được
số đầu tiên của số tuổi của Thanh Hải là con số 2. Và con số cuối cùng đó là con số 9. Có nghĩa là Thanh Hải đã 29 tuổi. Gọi thứ 3, bắt đầu. Xin chào các bạn đang tham gia chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Mình xin tự giới thiệu, mình là Bảo Trí. Rất hân hạnh được gặp các bạn trong chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật ngày hôm nay. Bảo Trí gặp gỡ các bạn trong chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật cũng không ngoài mục đích là có một câu hỏi nhỏ nhỏ dành cho các bạn. Và mong rằng các bạn sẽ trả lời đúng, cho các bạn sẽ kiếm được điểm để bước vào lần đặc biệt giống như Bảo Trí nha. Và các bạn hãy cho Bảo Trí biết năm nay Bảo Trí được bao nhiêu tuổi. Để thứ hai Bảo Trí rất quen với chúng ta. Rồi, bao nhiêu? 40, 50, 38, mấy? 43, bạn Mai Thắm là 46, bạn Ngọc Diệp 41. Theo tôi thì Bảo Trí 45 tuổi. Theo tôi nha, anh Trí có muốn thay đổi không? Không thay đổi, bạn sẽ hối hận. Xin mời Bảo Trí. Và sau khi các bạn đã đưa ra những suy nghĩ và quyết định cuối cùng của mình, Bảo Trí sẽ báo cho các bạn biết là năm nay Bảo Trí được bao nhiêu tuổi. Hãy chuẩn bị hồi hộp mà nghe nhé. Năm nay Bảo Trí vừa tròn 45 tuổi. May mắn nha, hẹn gặp lại lần sau. Lâu lâu tôi nói đúng một cái mà ông chịu theo tôi. Lâu lâu thôi nha. 45 mà, trời tôi biết mà. Kết thúc phòng phòng cũng chưa có gì phải nói cả, không có vấn đề gì phải nói cả. Vòng hai mới có người vượt quan trọng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng cho người thắng cuộc ở vòng một, đó là ca sĩ Anh Thúy. Chúc mừng bạn. Xin hoan chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với vòng 2 của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Chúng ta đã trải qua vòng 1 khá ấn tượng với các khách mời chúng tôi. Nào, chúng ta cùng nhau tiếp tục đoán tuổi các vị khách mời chúng tôi nhé. Lần này thì không phải đến đoán một người mà đoán rất nhiều người. Chúng ta sẽ có hai câu hỏi dành cho thí sinh. Và nếu như thí sinh đoán đúng một người, một câu hỏi thì thí sinh sẽ được âm 10 điểm. Căng thẳng quá. Câu hỏi đầu tiên ở vòng 2 bắt đầu. Xong rồi em? Xong rồi. Đi nhon rồi, thôi đi. Cũng phải tập, em phải em sẽ đợi tí xíu. À, hôm nay có chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật ở đây. Xin kính gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Và xin chúc cho những bạn thí sinh của chúng ta ngày hôm nay có được một ngày sinh nhật thật vui vẻ, thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Và hôm nay Thảo với anh Sơn được mời tham gia vào chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Cũng có một câu hỏi nhỏ nhỏ dành cho các bạn. Các bạn thử đoán xem là năm nay tuổi của Thảo và ông xã Thảo cộng lại sẽ là bao nhiêu tuổi. Chúc các bạn may mắn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đoán tuổi của Thanh Thảo và ông xã Thanh Thảo. Các bạn đưa ra số đi, bao nhiêu? 76. 62. 75. 51. 69. 51. 75. 59. Ai có thay đổi gì không? Ok, chúng ta kết thúc 57, 58 và 59. Để xem nha. Trễ giờ rồi. Từ từ, hồi nãy em hỏi khán giả mà bạn chưa có đáp án đúng không? Vậy thì mình hãy bật mí cho khán giả trước khi mình đi nhé. Được rồi. Thì hồi nãy giờ các bạn đã đoán Sơn và bà xã của Sơn bao nhiêu tuổi? Các bạn có đoán trúng không? Thì Sơn xin được bật mí. Sơn ơi, 32 tuổi. Bà xã Sơn 27 tuổi. Thì cộng lại sẽ là 59 tuổi. Câu hỏi số 2 bắt đầu. Là we ho we. Là we ho we. Phương Thùy xin chào chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Thùy xin chào khán giả của Mảnh Nhỏ. Phương Thùy và Phương Thùy rất vui được tham dự chương trình này. Và chúc các bạn đạt được một kết quả tốt nhất nha. Và một ngày sinh nhật thật là vui vẻ nhé. Và sau đây Tiền xin đố các bạn một câu hỏi nha. Đố các bạn tổng số tuổi năm nay của Tuyền.